Rồi, em xin chào các anh các chị. Cũng lâu lâu rồi em chưa quay tới cái dòng cây rái vai trắng này. Bữa nay em quay lại cho anh chị tham khảo nhé. Em đang có cái cây giống. Đây là những cái cây mẹ mà bên em trồng để làm giống này. Thì nó sẽ đẻ cây con ở cái phần gốc này. Cũng như là nó đẻ trứng nó mọc lên. Đó. Cây mẹ thì bên em cũng đang có khá là nhiều rồi. Bữa nay có nhiều mẹ rồi. Đó. Rái vai trắng thì anh chị cứ trồng phun nắng nhé. Cái này là có một lớp bạt thôi, chứ nó không có lưới đâu. Đây là những cái cây mẹ này. Cây mẹ này thì cũng tùy cây chị nhé, có cây thì va nhiều, cây thì va vừa. Đa phần là trước khi bên em trồng xuống là bên em đã lựa cái cây mẹ rồi. Lựa cây mẹ những cái cây va đẹp rồi. Tới lúc mà khi nó mọc ra những cái lá sau này thì nó sẽ ra những cái lá va nhiều và những cái lá va ít. Đó, đây, những cây mẹ như vậy này. Tầm này là cây nó sinh sản nhiều rồi đó anh chị nhé. Lá tầm 40 là sinh sản nhiều rồi. Đây một cây nữa này. Đó, cái thân anh chị cứ để ý cái thân của nó này, nó nhiều cái vằn của cái va ấy, là sau nó ra con nó sẽ va nhiều nhá. Cái này là cây mẹ mà ngày xưa bên em mua cây đầu tiên luôn này. Cái màu của nó bên ngoài nó vàng như ở trong cái clip đó anh chị nhé, chứ không phải là em chỉnh màu đâu, nó vàng đúng như vậy luôn đấy. Đó, cái này thì phun nắng thì màu nó càng đẹp, phun nắng thì màu nó vàng nhiều lắm. Ở đây em có cái lô cây gọi là cây con nhưng mà nó cũng là cái size lỡ rồi anh chị ạ. Cây con nhưng mà nó size lỡ rồi. Đây này. Em đo lên từ dưới lên nó tầm gần 40. Nó gần 40 này. Em sẽ lựa những cây va nhiều và những cây thuần chậu bán trước nhé. 200 một cây anh chị ạ. 200 một cây. Anh chị nào mua được tầm mấy cây ấy, thì có thể inbox cho em nhé. Em giảm thêm cho. 200 một cây. Lá thì tầm 20 rồi. Còn một số chậu thì lá nó nhỏ hơn, có thể là 18. Số chậu thì nó cao này, như cái chậu này nó cao đến tầm 50-60 rồi, không tính chậu đâu. Một số cây nó cao vậy này. Đó. Này 20. Cái này nó nhỏ hơn này. Nhỏ hơn nhưng nó thuần chậu rồi, mình mua những cây như này về nó cũng nhanh khỏe lắm này. Tăng size cũng nhanh. Bán đồng giá là 200 một cây. Đó. Anh chị về trồng anh chị cứ để trong mát trước. Sau đấy thời gian nó quen dần thì mỗi ngày anh chị bỏ ra nắng một chút, thì sau đấy thì anh chị để cho nó phun nắng ấy, nó sẽ đẹp. Đó. Anh chị nào có nhu cầu inbox cho em nhé. Rồi em xin cảm ơn anh chị.